Thùy Dương xin kính chào quý vị. Chỗ mà Thùy Dương đang ngồi đó bà con là phía sau cái nhà của Thùy Dương quý vị. Thì quý vị nhìn ở đằng phía đằng xa đó, quý vị thấy cái cảnh đằng sau không? Nhà của Thùy Dương ở trên núi cao. Và phía dưới là quý vị thấy là ở dưới là có rất là nhiều nhà. Giống như bà con mà đi lên Đà Lạt, bà con mà nhìn xuống đồi vậy đó. Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông vậy đó, y chang như vậy. Thì gần như là xung quanh cái nơi mà Thùy Dương đang ngồi đó quý vị, nó được bao bọc bởi cây xanh. Và khi mà Thùy Dương ngồi ở đây á, Thùy Dương quan sát đó quý vị, thì mình thấy có những cái cây mà đáng lẽ là những cái người liên quan ở đây á, những người mà họ nắm cái nhiệm vụ là họ đi họ tỉa họ dọn đó, thì họ phải dọn những cái nhánh đó. Nhưng mà khi Thùy Dương hỏi ra đó quý vị, thì họ nói là đó nó tạo nên những cái nét rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên, và nó họ lưu giữ lại và họ không có chặt bỏ đi. Nó tạo nên một cái nét gì đó, con người ta dù sống trong cái thời buổi hiện đại nhưng mà vẫn hòa quyện với thiên nhiên, nó tạo nên một cái nét thơ mộng nào đó rất là dễ chịu. Và gần như là chưa khi nào Thùy Dương cảm thấy bị oi bức hết quý vị, cảm thấy là nóng nực khi mà Thùy Dương ở bên cái xứ này hết á. Cái điều đó đó chính là một trong cái nguyên nhân mà tại sao có nhiều người hỏi là người Việt của mình á, khi mà họ ở nước ngoài đó, thường thường họ hay trẻ hơn tuổi. Cái chuyện trẻ hơn tuổi nó có nhiều cái nguyên nhân để làm cho người ta trẻ lâu. Cái thứ nhất là cái môi trường sống của người ta nó trong, nó sạch. Gần như bà con mà để ý đến Thùy Dương hoặc là những anh chị em ở nước ngoài đó, khi mà họ ra đường từ Mỹ, Úc, quý vị ví dụ như quý vị ở Mỹ, quý vị thấy mấy anh chị em làm YouTube ở bên Mỹ, ở bên Úc hoặc là ở Canada, anh chị để ý đi, tụi tôi có một cái nét chung giống nhau là khi tụi tôi ra đường tụi tôi không có mang cái khẩu trang. Không, nhưng mà ở tại Việt Nam mà bà con ra đường phải mang khẩu trang rất là nhiều ha. Cái đó nó làm mình ngột ngạt, và cái cảm giác mà không mang khẩu trang nó rất là thoải mái, dễ chịu quý vị. Và 7 năm tôi đến Na Uy rồi thì chỉ có trong cái mùa dịch Covid đó, lúc đó thì chính phủ yêu cầu là phải mang khẩu trang để ngăn cái việc lây nhiễm Covid vậy thôi. Sau đó là hết, không có còn sử dụng khẩu trang nữa. Ngồi đây mà gió nó hiu hiu anh chị, làm Thùy Dương cũng nhớ Việt Nam khủng khiếp lắm. Ở Việt Nam Thùy Dương thích nhìn cái đồng lúa vàng đó quý vị, mỗi khi mà nó chín vàng á, mà cái gió nó nhẹ nhẹ nó thổi cái lúa nó về một hướng đó, nó lay lay lúa về một hướng vậy nè, rất là thích. Mà gió nhẹ nhẹ thôi nha, chứ gió mà mạnh quá thì lúa nó ngã cũng tội cho người làm ruộng đó. Thì nhìn bà con nhìn sơ sơ ở phía đằng xa đó quý vị, cái nguyên nhân là sao anh chị biết không? Đó là trời nó nắng ở phía đó, bây giờ trời còn nắng ở phía đó, còn chỗ Thùy Dương là nó cao và cái mặt trời á nó di chuyển về phía bên kia, còn bên đây là rừng hết rồi, cây cối nó cao á, cho nên khi mặt trời mà nó di chuyển qua bên đó thì cái ánh nắng nó không có chiếu ở bên đây nữa, cho nên cái chỗ của Thùy Dương nó không có ánh nắng. Nó có đủ ánh sáng thôi nhưng mà nó không nắng giống như bên kia. Bà con để ý đi, nó mà nắng ở bên ở Na Uy nó ngộ lắm bà con. Khi mà nắng nó lên á thì anh chị sẽ nhìn xa xa nó vàng như vậy đó, nhưng mà thực sự đó không phải, đó là cái ánh sáng của mặt trời nó kết hợp với cái màu xanh của cây á, nó ra cái màu như vậy đó. Mình nhìn nó giống như cái màu vàng nhưng mà không phải, đó là cái màu sáng của ánh sáng mặt trời ha. Thì khi mà bà con nhìn lại cái môi trường của Thùy Dương ở đó, ở đây ở đâu cũng vậy ha. Chỉ những người mà sống trong thủ đô thì cái môi trường xung quanh cây cối nó không có nhiều thôi, chứ còn ở cái vùng ven ven đi ra tí xíu thôi là bà con sẽ thấy cả cây cối rất là nhiều, tại vì người Na Uy họ chú trọng vô cái chuyện họ bảo vệ cái môi trường dữ lắm. Cho nên mấy ngày hôm nay Thùy Dương thấy ở tại Việt Nam là nói về việc 600 hectare rừng chuẩn bị khai thác để mà làm hồ thủy lợi, thì Dương cảm giác giống như là cái lá phổi của mình chuẩn bị cắt đi, bỏ đi quý vị. Mình cảm thấy mình đau vô cùng luôn đó. Cho nên tại sao mà Thùy Dương hay đi quay những cái quang cảnh ở bên ngoài, tại vì Thùy Dương rất là yêu thiên nhiên. Thùy Dương thích nó xanh như thế này nè. Và mình hiểu được cái vai trò quan trọng của thiên nhiên đối với cái đời sống của con người. Cho nên khi thấy Việt Cộng là hôm nay đòi chặt cây trong Sài Gòn, ngày mai đòi chặt cây ngoài Hà Nội, bữa nọ chặt cây ở tỉnh này, bữa sau chặt cây ở tỉnh kia, tụi mình thấy mình xót lắm quý vị. Nhưng mà khổ cái là người dân của mình họ chưa có hiểu được cái quyền lợi của họ, cho nên là họ vẫn còn ngồi im lặng, họ chưa có lên tiếng. Khi mà Thùy Dương ngồi ở đây thì bên cạnh có một cái cô gái, cô đang leo lên cây táo mà Việt Nam hay gọi là cây bom, cô leo lên đó cô hái
mà mấy cái trái táo ở đây nó nhỏ nhỏ mà nó rất là ngon luôn á, ngon lắm. Thì Thùy Dương cũng đọc báo VN Express, Thùy Dương thấy là cái giá xăng ngày 5 tháng 9 nó lên nữa rồi quý vị. Thì ở trong báo thì nó ghi là nó sát cái nút là 25.000, vậy thì ngoài thực tế là nó không có bán giá 25.000 nữa, mà có thể nó bán 26.000, 27.000, và mỗi nơi nó có những cái giá khác nhau. Thì Thùy Dương cảm nhận được cái đời sống của người Việt Nam mình càng ngày càng khó khăn rất là nhiều. Quý vị biết không, ngày hôm nay Thùy Dương đi đến cái cửa hàng để Thùy Dương mua một cái vali, tại vì cũng có thể nói là từ khi mà Thùy Dương đến Na Uy tới bây giờ là chỉ sử dụng cái vali cũ thôi, chưa bao giờ mua vali mới hết á. Cái tính của Thùy Dương là những cái gì không cần thiết Thùy Dương sẽ không dùng tiền để mua. Và khi mà Thùy Dương dùng tiền để mua thì phải mua một cái sản phẩm nào nó có cái độ bền. Đó. Cho nên ngày hôm nay đi tìm, đi tới, đi lui, đi qua cửa hàng này, qua cửa hàng kia để mà đi tìm những cái vali để và xem so sánh cái giá. Thì bước vô cái cửa hàng đang đứng lay quay để mà tìm mua một cái vali mà mình thích đó, thì đang đứng coi thôi quý vị. Thùy Dương chỉ kể cho bà con nghe để bà con anh chị em ở trong nước hiểu được cái cách kinh doanh của người ta ở ngoài đây, cái thái độ của nhân viên ha. Thì đang đứng nhìn vô cái vali đó, thích mà lưỡng lự phân vân quá. Thì lúc này á, trong cái cửa hàng đó cũng không có nhiều người đến coi. Cái em nhân viên đó là người Na Uy, em mới lại hỏi Thùy Dương là, Thùy Dương dịch theo cái nghĩa Việt Nam đi ha, chị có cần em giúp đỡ gì không? Cái Dương mới chỉ vô, chị thích cái vali đó đó. Mới vừa nói xong là em xách cái vali đó ra, chất lên trên cao á, mở cái vali ra và cho Thùy Dương xem ở bên trong. Wow, bên trong quá đẹp luôn. Cái vali nó như vậy đó mà bên trong nó có ngăn đồ này kia nọ, đẹp quá trời. Em đứng em giải thích vậy. Wow, mà nhìn cái hình dáng ở bên ngoài mình thấy nó hay, nó đẹp. Mà ban đầu á, là Dương chỉ nghĩ là Dương tìm mua cái vali khác chứ không phải mua cái vali đó. Cái giá cái vali, những vali khác nó rẻ hơn một phần nữa. Đâu, nó rẻ hơn 1/3 cái vali mà cái cô bé đó đang mở ra cho Dương coi. Thì cô mở cái vali đó ra, cái giá đó 1/3, 1/4 ở cái giá mà cái vali đó mắc 4 phần của cái vali mà Thùy Dương định mua luôn á. Nhưng mà khi mở ra cái mình thấy bên trong, trời ơi nó hay quá. Nó vừa có cái chiều sâu không, nó gọn, nó có cái chiều sâu và nó có cái nhiều hộc nhỏ ở trong và nó được bảo vệ 2 lớp. Thích vô cùng luôn. Cái nói chuyện một hồi, hỏi là bảo hành như thế nào, nó hư thì sao, rồi hỏi đủ các kiểu hết luôn. Thì xong sau đó thì Dương quyết định mua một cái vali mắc hơn cái vali lúc ban đầu thì Dương dự định mua. Thì cái thái độ, cái cách làm việc của các em nhân viên đó nó rất là dễ chịu. Gần như là hôm nay thì Dương kể như vậy thôi, không phải là cái cô nhân viên này là trường hợp duy nhất quý vị. Ở tại Na Uy này á, anh chị mà đi mua đồ, gần như anh chị đi đến gần như luôn tất cả các nơi á, thì cái người mà bán hàng cho anh chị đều vui vẻ với anh chị, đều tận tình này kia nọ, không có cái gì mà quạo hết á. Tại vì bên đây á, cái phía chính phủ người ta có những cái chính sách để hỗ trợ cho công ty, hỗ trợ cho doanh nghiệp đó, và những cái người lao động, đặc biệt là quyền lợi của người lao động rất là lớn, quyền lợi của người lao động rất là cao luôn, không? Cho nên khi mà họ đến chỗ làm, họ cố gắng họ làm tốt cái vai trò trách nhiệm của họ ở chỗ làm để họ có thể làm việc lâu dài ở đó, đúng không? Và cái kế nữa, nếu mà họ vui vẻ, họ thân thiện, họ nhiệt tình, họ sẽ được khách hàng đánh giá tốt và rồi họ sẽ được tăng lương. Cho nên gần như ở bên đây đó quý vị, không, người Việt của chúng ta mà có đến mua đồ sẽ không bao giờ đối mặt với cái việc chửi rủa, mắng nhiếc, cái kiểu giống như đốt phong long ở tại Việt Nam. Trời, lúc mà Dương còn ở Việt Nam, Dương nhớ là lúc đó là đi ra ngoài chợ An Đông á, đi mua cái túi xách. Thì khi mà mình đi mua, dĩ nhiên đâu phải mình ra mình thấy người ta mời mọc, người ta chào mời cái là mình mua liền đâu. Mình phải đi qua cửa hàng này mình coi, mình phải qua cửa hàng khác coi. Nhưng ở Việt Nam khổ một cái như vậy nè, khi mà mình ghé qua cái cửa hàng đó đó, người ta sởi lởi lắm, người ta nhiệt tình lắm. Cái kiểu của người ta nó là: chị ghé đây đi, em tư vấn cho chị, em hướng dẫn cho chị, kiểu như vậy là chị phải mua hàng của em. Khi anh chị thấy cái giá của cái mặt hàng đó có vẻ hơi cao ha, thì anh chị nói là để tôi đi qua một số cái cửa hàng khác tôi coi như thế nào, rồi sau đó tôi quay trở lại là chắc chắn là mình sẽ bị chửi liền luôn ngay tức khắc.
hàng của họ họ vẫn còn giữ, tiền của mình vẫn còn giữ, không ai mất gì cả, nhưng mà mình lại bị ăn chửi ngon lành quý vị. Trời ơi, nhiều khi tức mà nếu mà mình gây gổ với người ta thì có thể người ta có băng đảng, băng nhóm gì đó. Mình là một cái người đi mua sắm mà bỗng nhiên mình trở thành nạn nhân. Họ có thể kêu anh em của họ là đánh mình, đập mình chẳng hạn. Trời ơi, cái xã hội Việt Nam nó vậy đó. Ở bên đây ví dụ như Thùy Dương đi mua một cây viết đi, cái giá nó không có nhiều hết đó. Mà về mà ví dụ như viết nó không có ra mực hoặc là nó đứt đoạn, mang qua đổi lại nói là cái viết này tôi xài không được, tôi đổi cái viết khác. Không có ai mà khó khăn mình hết đó. Anh chị thấy không? Nhưng mà tại sao có cái sự khác biệt này? Tại vì ở bên đây Dương nói rồi, cái quyền lợi của người lao động với lại doanh nghiệp đó, họ làm họ có sự hỗ trợ. Và cái vấn đề ở bên những cái xứ này đó anh chị, thì cái quyền lợi của người sử dụng, của người tiêu dùng, của khách hàng nó được đặt lên hàng đầu. Đúng như cái câu là khách hàng là thượng đế là ở ngoài đây nè, chứ không phải trong Việt Nam. Ở Việt Nam nói cái câu khách hàng là thượng đế, chứ mà mua sách cái đích đi là bị ăn ghế, là bị ăn chửi đó, chửi cho té tát, chửi te tua. Dương nhớ có một lần á, là có một cái gia đình nọ đi vô cái cửa hàng điện máy xanh ở Long An á, để mua cái truyền hình. Thì mua cái truyền hình đó quý vị, mua mới có mấy ngày thôi, về gắn thấy không có ưng cái bụng, thấy nó bị gì đó, thì mới đem lên. Còn thời hạn bảo hành mà quý vị, phải không? Thì đem lên yêu cầu là đổi cho cái truyền hình mới quý vị. Nhân viên không chịu, trên đó không chịu, cãi qua cãi lại lát hồi mà cái người mà mua đồ quý vị bực bội quá, đem cái truyền hình ra đạp bỏ luôn. Mà cái truyền hình đó thì Dương nhớ lúc đó nghe họ nói loáng thoáng là 7-8 triệu gì đó. Họ đổi không được rồi họ đập bỏ cái truyền hình luôn, quý vị thấy không? Trời ơi, kinh khủng. Mình nhìn cảm thấy tại sao mình đi mua một cái sản phẩm như vậy và mình nhận lại cái thái độ của nhân viên một cách kỳ cục như vậy. Cảm thấy ớn quý vị, ớn lắm. Rồi thêm ngày hôm nay nữa, một cái gia đình đó ở ngoài Bình Thuận á, không biết vì cái nguyên nhân gì nó liên quan tới cái vụ ăn trộm, thì lại là chết trong đồn công an nữa. Nhưng mà vô trong đó mình không hiểu công an Việt Nam nó làm cái giống gì ở trong á. Rồi cái xong cái là nó lấy cung người ta kiểu gì đó quý vị. Xong rồi cái nó thấy người ta chết rồi á, cái nó đem chở người ta ra bệnh viện, nó quăng ở đó đó. Thì mà khi bác sĩ mà tiếp nhận cái bệnh nhân đó đó, là người ta đã nói là khi cái bệnh nhân đó đến bệnh viện là cái bệnh nhân đã chết rồi đó. Mà còn công an ấy thì nói là không, lúc mà công an chở cái người đó đến bệnh viện là cái người đó không mới chết, không, đến bệnh viện sau đó mới chết. Cái kiểu làm việc chung từ trước tới giờ, Thùy Dương để ý tin tức ở tại Việt Nam mà các cái vụ chết trong đồn công an là vô đồn một cái là công an nó quýnh cái kiểu gì đó, xong rồi cảm thấy là gần như là cái cơ hội người ta sống còn không được bao nhiêu, người ta chết này kia nọ rồi xong nó mới chở qua bệnh viện, xong nó quăng ở bển á. Rồi xong sau đó bắt đầu nó thông báo cho người nhà rằng là cái người đó đi tới bệnh viện tắt thở rồi này kia nọ. Ồ, thấy hả, người nhà kêu khóc quá trời. Thì Dương có share trên Facebook đó quý vị. Thì Dương cũng hơi nhiều chuyện một tí, thì Dương mới vô. Thì Dương mới vô cái Facebook của người nhà của nạn nhân á, thì Dương kéo lên cái dòng thời gian Dương coi là từ trước tới giờ đó là họ có những cái share, những cái bài viết gì mà họ quan tâm tới xã hội hay không quý vị. Không có luôn, không có luôn, không có một cái bài viết gì luôn á. Cho nên Thùy Dương nói quá trời. Thùy Dương nói trời ơi quý vị ơi, cái chuyện nó xảy ra với người này ngày nay đó là ngày mai nó xảy ra tới quý vị không có biết được đâu. Cho nên ngày hôm nay quý vị mà thờ ơ đó, quý vị mà vô tâm vô cảm với chuyện của xã hội đó, quý vị nghĩ rồi nó sẽ không tới gia đình mình đâu, là nó tới. Tôi kéo vô cái Facebook tôi thấy là toàn là quay những cái cảnh mà bình thường lắm, rồi đi du lịch rồi làm ăn rồi này kia nào phải thôi, không có một cái bài viết gì mà gọi là quan tâm tới xã hội luôn. Đến khi á, gia đình của mình á, gặp nạn rồi á, lúc này mình mới chạy lên mạng, mình mới kêu mọi người quan tâm tới câu chuyện của mình, thì quý vị thấy làm sao mà kịp nữa, phải không? Bây giờ cái khôn ngoan nhất á, là mình phải tạo một cái tiếng vang, tạo cái tiếng vang cho gia đình mình để có cái chuyện gì mình la lên mọi người còn biết được. Còn im vậy nó làm gì tới gia đình mình, không có la kịp. Rồi bây giờ lên anh chị biết rồi, cái trường hợp này nó không có sôi nổi lắm, cho nên là khi vợ chồng khi mà cái gia đình này á
sử dụng Facebook để làm livestream, làm video, nó không có thu hút cái sự chú ý của nhiều người nghe lắm. Mà cái chuyện mà chết trong đồn công an á, gần như ngày hôm nay nó là một cái phong trào rồi quý vị. Nó thì có nhiều người hỏi ở nước ngoài có như vậy không, làm gì có quý vị không. Ở trong Việt Nam tụi Việt Cộng nó làm truyền hình, làm truyền thông, nó thấy, nó cho bà con thấy là cảnh sát ở nước ngoài đánh dân đồ này kia nọ, rồi nó tuyên truyền thêm đồ này kia nọ để làm chi, để nó hợp thức hóa cái chuyện ở tại Việt Nam công an đánh dân, chứ nước ngoài đâu có chuyện mà cảnh sát mà lạm dụng chức vụ quyền hạn để mà đánh dân kiểu đó đâu. Trời ơi, không có chuyện đó, trừ khi nào cái người đó vi phạm pháp luật dữ dằn lắm, đi ra đường đe dọa người này người kia, làm sai rồi đó mà cảnh sát kêu á, là họ phải giơ hai tay lên, đúng không? Để như vậy nè, mà không làm thì cảnh sát mới bắn chỉ thiên hoặc bắn vô chân, để nó không đe dọa tới người khác vậy thôi. Chứ còn ngoài ra cảnh sát họ không có quá đáng giống như ở tại Việt Nam đâu quý vị, không? Thì Dương có mấy người bạn ở bên Na Uy nè, anh chị biết không? Rồi khi hỏi ra tôi ngạc nhiên dễ sợ lắm, trong khi thì Dương đang học để mà lấy cái bằng lái, cho nên Dương đâu có dám mua xe đâu, chưa có bằng lái đâu dám mua xe. Tại vì mình là cái người mà tuân theo luật lệ ở đây, thì mình, người ta nói rằng nếu mà mình chưa có bằng lái đó mà mình mua xe mình chạy á, lỡ nhưng mà có tai nạn giao thông á, là nó phạt nặng dữ lắm. Ừ thì đúng, nó phạt nặng, nhưng mà cũng có rất là nhiều người quý vị ở bên đây, người Việt của mình đó nha, họ mua xe họ chạy 2-3 năm trời, thậm chí có người chạy 10 năm luôn quý vị, mà không có bằng lái, mà không bị phạt, không bị gì hết, miễn là sao quý vị, họ chạy xe họ không vi phạm luật pháp ở bên Na Uy, họ cứ chạy đúng mặc dù họ không có bằng lái. Không phải là Thùy Dương nói là Thùy Dương cổ võ cho cái chuyện đó, nhưng mà sự thật nó có xảy ra những cái trường hợp như vậy. Họ mua xe họ chạy, họ biết không, họ biết là phải nhường trái nhường phải, vô vòng xoay phải chạy như thế nào, ra đường cao tốc phải chạy ra làm sao. Họ chạy đúng, và khi mà họ uống rượu thì họ không được phép lái xe, cho nên họ cứ chạy đúng ngoài đường. Không có ai mà, không có cảnh sát nào mà nhảy ra đường mà chặn xe kiểm tra giấy tờ này giấy tờ nọ hết. Cho nên có những người họ mua xe mấy năm trời họ chạy cũng không có ai phạt luôn. Mà Thùy Dương hỏi ra không phải một người mà nhiều người lắm luôn. Trước khi họ có bằng lái là họ đã mua xe họ chạy trước rồi. Có nghĩa là quý vị nghe Thùy Dương kể là quý vị thấy luật lệ bên đây tuy khó mà dễ, tuy dễ mà khó. Họ sẽ khó với những ai vi phạm luật pháp, họ trừng trị cho thật là nặng luôn. Còn với những người mà ví dụ như không có bằng đó, cảnh sát có dừng lại mà phạt để lấy tiền không? Nếu mà anh chị chạy, họ quy định nếu như anh chị không có bằng lái mà anh chị chạy xe mà anh chị gây ra những cái tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng tới người khác thì lúc này sao anh chị mới bị phạt. Còn nếu như mà anh chị chạy xe mà anh chị không gây hại cho ai thì anh chị cứ chạy bình thường. Còn tại Việt Nam quý vị, thậm chí chiếc xe máy á, nó đậu ở đó, chiếc xe hơi nó đậu ở đó vậy đó, mà công an vẫn lợi phạt như chơi. Rồi vậy nữa quý vị, có ai mà như vậy không, có nước nào mà như vậy không? Tự nhiên cái chiếc xe đò đang chở khách, cái công an nó kêu xe đò dừng lại, nó lên xe đò nó kiểm tra cái danh sách của những người trên chiếc xe đò, nó đọc tên từng người đó. Tự do thấy ghê không? Trời, tôi nói thôi khỏi về Việt Nam luôn, tôi không có thích cái con người của Thùy Dương. Sống cái tự do quen rồi, cái con người của Thùy Dương quý vị quen cái tự do rồi. Cho nên mà để đi về Việt Nam, đi đâu đó cũng phải dừng lại, người ta kiểm tra, người ta ra lệnh, người ta nói này nói kia, trời, Thùy Dương sống không nổi đâu quý vị. Cho nên hỏi Thùy Dương có muốn về Việt Nam sống không? Trời, Dương nói thiệt với anh chị, Dương đi được đến nước ngoài ở là Thùy Dương mừng dữ lắm rồi. Thật á, Thùy Dương không có cái suy nghĩ giống như nhiều người khác đâu. Vẫn nhớ quê hương, họ hàng của mình vẫn còn ở đó, nhưng mà thật sự ra, miễn làm sao Thùy Dương cảm thấy bình an trong cái tâm hồn của mình là được rồi, không? Đó. Ngày hôm nay họ hàng gì mà tôi nhìn xung quanh tôi thấy ghê quá. Thật sự thì Dương cần cái môi trường sống ở đó, người ta tôn trọng lẫn nhau, người ta văn minh lịch sự nói chuyện, họ có trước có sau, phải không? Người ta tôn trọng mình chứ không phải là người ta ỷ lớn, người ta đè mình xuống. Thì Dương không có chịu sống trong cái môi trường đó đâu quý vị đó. Cho nên là nhiều người nói là mày ở nước ngoài luôn mà đừng, họ không có hiểu được là trời ơi, đừng có cấm tôi
đừng có cái kiểu như là mày hả mày không được về Việt Nam đâu. Trời, thật sự là Thùy Dương không có thèm luôn á, không có ham. Ở cái xứ này tuy nó lạnh thật đó, nhưng mà Thùy Dương thích nghi được, không? Thùy Dương có những cái hoạt động để mà Thùy Dương thích nghi được cái môi trường ngoài đây. Thùy Dương nhiều khi quý vị thấy ở Thùy Dương nó mùa đông nó lạnh, nhưng mà nó lạnh mình có quần áo đủ và mình có những cái hoạt động, mình vẫn có những cái tổ chức, mình cũng có những cái sinh hoạt bạn bè, là không có gì thời gian nó trôi qua hết à. Mà quý vị nhìn thấy không, nói có nhiều người nói trời ơi sao mà mấy người ra nước ngoài càng ngày càng trẻ vậy. Nó bây giờ tôi nhìn lại những người bạn của tôi á, trời ơi tôi nói thiệt á, họ bằng tuổi tôi luôn đó, mà tôi nhìn họ bây giờ họ cằn cổ mà tôi thấy tôi xót luôn á. Tôi không biết, tôi chắc chắn một điều, bây giờ mà tôi đi về Việt Nam một cái là nhìn người ta nhìn tôi là người ta sẽ thấy tôi trẻ hơn những bạn bè của tôi. Đó là cái điều mà lúc mà tôi còn ở Việt Nam á, tôi nhìn những người Việt Nam ở nước ngoài đi về cái tôi nói trời sao mà cái da mặt của họ đẹp dữ trời, sao mà cái thần thái của họ, cái cách ăn mặc cái của họ, cái kiểu cách của họ sao mà nó đẹp vậy đó. Thì ngày hôm nay quý vị nhìn tôi ra họ đó, là cái vấn đề nó nằm ở đâu anh chị? Cái môi trường sống không, những cái chính sách, những cái quyền lợi nó ảnh hưởng tới mình à. Thì nó đâm ra cái thần thái, nó làm cho cái gương mặt của mình nó thoải mái. Quý vị nhìn đâu xa xôi, quý vị nhìn bác Phương, giáo sư Hoàng Đức Phương, bác 90 mấy tuổi rồi quý vị, mà lái xe hơi nói chuyện tỉnh queo, trí nhớ minh mẫn, 92 tuổi lái xe hơi không mang mắt kiến, chạy tỉnh bơ. Nói quý vị thấy không, ở Pháp nữa. Còn mà bác Phương mà ở Việt Nam rồi, bác Phương chắc không biết ăn bao nhiêu cái đám dỗ rồi đó, thật sự luôn đó. Không, cho nên là như nói thiệt với anh chị, có nhiều người nói là phải lật đổ cái chế độ cộng sản, chứ nói thiệt đúng á, để nó cai trị ngày nào là dân mình còn khổ ngày đó, chắc chắn một điều như vậy luôn. Nó còn cai trị là nó còn phá thiên nhiên, nó còn phá đất nước, nó còn cai trị là người dân không có quyền lợi gì hết trơn, chỉ có những cái tiếng kêu sầu, những cái tiếng kêu oan khóc mà thôi, khổ như vậy đó. Rồi nó hỏi Dương chứ, ở nước ngoài mày không làm gì hết hả? Ồ, nó hỏi như vậy phải chi nó hỏi. Ừ, tôi có PayPal đó. Đó, nếu mà hỏi tôi quan tâm tới tôi như vậy đó, sợ tôi đói này kia nọ, gửi qua PayPal cho tôi, đúng không? Tôi có để trên cái dòng chữ nó chạy đó, ủng hộ PayPal đó, dương.thuynice@gmail.com đó. Nó có quan tâm tới tôi thì gửi qua bên đó, thì đừng có cái kiểu mà ở trên nước ngoài không làm gì hết hả, sao tối ngày lên chống phá đất nước hoài vậy, ăn ở không rảnh háng nói chuyện tào lao. Trời ơi, mấy cái chuyện này mà tào lao thì tụi Việt Cộng nó không bắt nhốt người ta theo điều luật 331 đâu, cho nên mấy cái chuyện của tụi tôi nói không phải tào lao đâu, mấy cái chuyện tôi nói là Việt Cộng nó sợ dữ lắm, phải không? Rồi bây giờ bà con nhìn cái hoàn cảnh một lần nữa đi hen, để cho tôi nói là nói có sách mít có chứng để bà con nhìn ha. Không phải là tôi lựa cái view tôi ngồi đâu quý vị, không có đâu, xung quanh của tôi nó như vậy đó. Cái này là cái view đằng sau thiệt đó, chứ không phải là bức tranh đâu nha bà con. Quý vị thấy cái cây nó gió nó thổi rung rinh không, thấy không? Nó là thiệt đó, chứ không phải giả tạo đâu nha. Chứ không phải Thùy Dương Photoshop đâu nha quý vị. Quý vị thấy tóc tôi bay không? Nó nè, gió đó, cây đó, cây thiệt đó, đằng sau nè, nó không? Nhìn thấy nè, nhìn giống như tôi đang ngồi ở một cái vùng nào đó của Việt Nam, mây trời, núi, rừng, nó hòa quyện vào nhau. Bà ngồi kiểu này vui không, chứ còn thiếu cái bình trà nữa thôi là áp phê dữ lắm bà con. Rồi Thùy Dương xin dừng cái video này lại ở đây nha. Thùy Dương sẽ trở lại trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.